Và vâng, đến với chương trình thì câu lạc bộ Zumba Thi Phương cùng còn Lãng Hoa Thi Thắm để chúc mừng cho câu lạc bộ. Xin mời chị Lũ lên sân khấu để nhận Lãng Hoa Thi Thắm. Câu lạc bộ Zumba Sóng Giữa thu trực hút của Lãng Hoa Thiêu Thắm để chúc mừng lễ ra mắt câu lạc bộ. Vâng, xin mời.